tồn thì nó thuộc khoảng là bao nhiêu đây? Thì ghi rõ ra thuộc khoảng 10,56, 10,151 đến 10,560. 10,151 đến 10,560. Do đó nhiệt độ của cái đầu nóng nó sẽ nằm trong khoảng là 250 đến 260 độ C. À, chỗ này các em phải ghi rõ là cái sức điện động của cái đầu nóng nó sẽ là nằm trong khoảng từ 10,151 đến 10,560, cho nên là nhiệt độ của đầu nóng sẽ nằm trong khoảng này là T. T sẽ thuộc khoảng 250 cho đến 260 độ C. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải tuyến tính hóa đoạn đặc tính làm việc để tìm cái nhiệt độ của đầu nóng này. Đến đây phải ghi rõ ra nhé. Dẫn đến ở đây chúng ta sẽ phải làm cái phương biện pháp đó là tuyến tính hóa đoạn đặc tính làm việc. Tuyến tính hóa đoạn đặc tính làm việc để tìm cái nhiệt độ của đầu nóng. Nhiệt độ đầu nóng ở đây là đầu ra, đầu vào là 250 đến 260. Đây là 250 và đây là 260. Đầu ra là 10,151 ứng với 250 và maximum của nó là 10,560. 10,560 ứng với giá trị của nó là 260 độ C, độ C. Còn thằng này là millivolt, là điện áp đầu ra của con cảm biến. Đúng không? Điện áp đầu ra. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có là nối cái đường thẳng này vào. Thì cái điện áp đầu ra của nó là 10,544. Này là 10,544 là điện áp đầu ra. Vậy thì lúc này chúng ta Em rất nhiều. sống đây, chúng ta sẽ có nhiệt độ T này là bằng bao nhiêu? Cái này trở lại cái phương trình chúng ta sẽ có là gì đây? T trừ đi 250 chia cho 260 trừ đi 250 thì bằng gì? Bằng là cái đầu đầu ra của nó đây này là 10,544. 10,544 trừ bao nhiêu? Trừ 10,551 10,151 151 chia cho cái mắc của nó là 10,560 trừ 10,151. Ok chưa? Vậy thì chúng ta sẽ suy ra T bằng gì? Chuyển vế, đổi dấu. T sẽ bằng 260 trừ đi 250 là 10. 10 nhân với 10,544 trừ 10,151. 10 nhân với bao nhiêu đây? 544 trừ đi 151 như vậy là bằng là 3, 0,3, 0,3 bao nhiêu? 4 trừ 1 về 3, 14 trừ 5 còn 9. 0,393. Mà đem chia cho bao nhiêu? 10,560 trừ 10,151. bằng À. 0,96 ạ. Đâu? 10 Kết quả ạ, kết quả ạ. Ý là kết quả của cả cái đấy ạ. Tên như dấu yêu có yêu Là không đến phải. không? Là 0 phẩy 96, 96. À, tiếp dưới ạ. 409. 0,409 đúng không? 5 x 1 409. Rồi. Sau đó cộng thêm bao nhiêu? Cộng thêm với 250. 250 cắt Ừ. đi hỏi là một cách gì Hoàng Thế Anh hát như này.
Về cái kết quả này bao nhiêu? 0,3,93 mà chia cho 0,4 4936, tức là 0,9 mấy rồi, tức là thành ra 259 phẩy mấy sáu thì 6 độ C, gần 6, nó gần xấp xỉ 260 mà, bởi vì là cái thằng này nó là 10,544 với 10,560 này, nó gần sát nhau. Lâu như hôm nọ cái bạn mà làm nộp đầu tiên mà gửi mà cho thầy là ghi là xấp xỉ 260, không có cái tính toán này là cũng không được điểm tối đa đâu. Chúng ta phải tính đây, tuyến tính hóa đoạn đặc tính làm việc. Vẽ này ra tính nhá. Vậy là làm 90 phút mà làm nhằng cái xong rồi nộp đến lúc đấy lại không được điểm tối đa đâu. Chỗ này các em hiểu chưa nhỉ? Ví dụ người ta hỏi nhiệt độ đầu lạnh thì làm như nào? Nhiệt độ đầu lạnh là cái nhiệt độ đây này, 30 độ C này này. Đây là đầu lạnh. Đầu lạnh nhưng bởi vì chúng ta đã học cái nguyên lý của cặp nhiệt điện rồi, nó có hai cái đầu, là một đầu này là một đầu nóng của cặp nhiệt điện này nó sẽ đưa vào trong cái lò. Hiểu không? Còn đầu lạnh này thường là để ở ngoài không khí. Xong thằng này nó sẽ nối, nó nối ở đây, nó có một cái bồn kế ở đây. Nó nối kín mạch ở đây này. À, xong nó lại tiếp khích đại tiếp bởi vì cái điện áp của nó rất là nhỏ, khích đại lên. Nhưng đây đầu tiên chúng ta phải hiểu cái nguyên lý hoạt động đã, thì giữa hai cái dây dẫn này lại là khác nhau về bản chất nhé. Ví dụ như là một dây là platin, một dây là đồng chẳng hạn, hai dây dẫn này khác bản chất và để nối với nhau, hàn với nhau và ở hai nhiệt độ khác nhau, như vậy nó sẽ xuất hiện cái sức điện đồng cảm ứng ở hai cái đầu này. Hai dây này là vừa là khác nhau tính chất vật lý, lại vừa là mối nối với nhau ở nhiệt độ khác nhau, cho nên nó xuất hiện cái sức điện đồng cảm ứng. Cái đầu điện đồng cảm ứng này nó phụ thuộc nhiệt độ. Ví dụ ở đầu lạnh là 30 độ C, 30 độ C với loại K này thì cái sức điện động cảm ứng của nó sẽ là 1,203. Tức là người ta lấy gốc của nó là một cái độ T0. T0 này ví dụ như là 0 độ C hoặc là 0 độ Kelvin tùy loại. Hiểu không? Đấy, ví dụ như đây tôi tính là T0 này là 0 độ C. Thì đấy là đầu lạnh. Đầu lạnh này là so với cái nhiệt độ gốc, tức là đấy là tức là ý là gì, tức là khi mà cái nhiệt độ đầu lạnh này là không, nhiệt độ này ở cái gốc này là không thì sức điện động nó bằng không, không có, chỉ khi nào nó có sự thay đổi của nhiệt độ ở cái nhiệt độ đầu lạnh này so với cái nhiệt độ gốc thì lúc đấy nó có xuất hiện một sức điện động cảm ứng. Sức điện động này là sức điện động nhiệt điện, sức điện động nhiệt điện do sự thay đổi về nhiệt độ. Các em hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi. Đó. Lưu ý nha. Cho nên là chúng ta khi mà cái bài này ấy, thì chúng ta phải nhớ là cái loại cặp nhiệt điện là loại gì? Chúng như loại K đây. Nhiệt độ đồng lạnh là bao nhiêu? Đấy. Điện áp này là bao nhiêu? Sau đó tuyến tinh hóa. Tính ra được cái sức điện động mới tuyến tinh hóa. Bài này sẽ là ăn điểm được ngay. Được chưa? Rồi, câu số 6. Câu số 6. Câu số 6 này chắc chắn là dễ dàng, bài sẽ có một bài tương tự như này nhá. Tức là thi sẽ gần gần giống như thế này. Em hiểu không? Thầy giới hạn trong cái khoảng những cái phần mà các em đã học và kiểm tra, cố gắng làm sao để mình học kỹ những cái phần này sao điểm cho tốt tốt tí nhá. Đấy, thì ở đây câu số 6 ví dụ như là thực hiện phép đo giá trị điện trở một cuộn dây với nhiều lần đo, thì chúng ta sẽ có cái này xong thầy mai thầy sẽ chuyển cho chúng ta xem cái phần lập Excel thì nó sẽ rất là nhanh. Cái bảng ấy, khi mà đi thi các em cũng nên làm cái bảng, nó đỡ bị sai sót và nhìn nó rất là đẹp gọn gàng. Xong tính toán các thầy chấm rất là sướng, nhìn những cái thế đấy là chấm nó ra kết quả là nó chuẩn đấy, đúng không? Làm cái bảng với 7 lần đo điện trở chữa của kiểu nó. thầy chữa kiểu làm cho bạn này thầy
Cái bảng thì chúng ta sẽ bây giờ với 7 lần đo thì phải làm cái bảng ra. Thầy làm mẫu được. Đây chúng ta sẽ có là ví dụ như là đây này. Ta làm cái bảng ra. Recording in progress. Đấy, chúng ta sẽ phải làm cái bảng như này. Như lần một ở đây là 47, đây là lần 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 đo này. Lần một cho đến đây là lần số 7. Kết quả là đây chúng ta sẽ có một cái đây là giá trị, ở đây chúng ta sẽ có một cái đây là tìm cái sai lệch DI này. Đấy. Đến lần đầu tiên là chúng ta sẽ kết quả đo thì là đây là giá trị đo đó. Đây là giá trị đo. Đây là R. RI, RI trước. Xong đến DI này. Đấy. Xong đến DI bình phương này, nó giống như trong sách ấy. DI bình phương xong đó là hoặc là các em viết luôn hoặc cái DI bình phương từng bước đi, xong đến căn của DI tổng sigma DI bình phương chia cho n trừ 1 tức là chia cho k. Đấy. Ở đây 7 lần thì chúng ta sẽ suy ra được là k bằng 7 trừ 1. K này bằng 7 trừ 1. Đấy. Cái này thì chỉ cần là một giá trị thôi. Kem K này rồi, sau đó chúng ta sẽ suy ra được đây là đây chúng ta cuối cùng là chúng ta sẽ suy ra được là cái với cái độ tin cậy là 98%, alpha là bằng 1 trừ đi 0,98 này là 0,02, vậy thì chúng ta sẽ có 1 trừ đi alpha trên 2. Chỗ này là 1 trừ đi alpha trên 2. Là bao nhiêu? Đúng không? Thế sau đó là chúng ta sẽ tính ra được cái giá trị của nó là bao nhiêu? Ví dụ như là đây RI này là 47,44 vân vân cho đến đây là 47,71. Chỗ này còn có x min nữa này. Min min này thì là bằng tổng của nó 7 lần này vào chúng ta sẽ có là bao nhiêu đây, tổng sigma thôi. X min bằng là sigma của là 7 lần là RI y từ 1 đến 7 chia cho mấy đây, chia cho 7, y này từ 1 cho đến 7. Vậy đến đây có tính được giá trị này không? Xong đến đây chúng ta tìm được giá trị T này bằng bao nhiêu này. Xong cuối cùng là ra được cái giá trị là tổng của nó sẽ là trong cái khoảng nào. Nguy bằng bao nhiêu. Như vậy chúng ta sẽ có là cái giá trị của nó là x min cộng trừ cái giá trị gì đấy. T nhân với sigma chia cho căn n. N mấy đây? Bài này với bài này thì N mấy? N là số lần đo bằng 7. N7. K bậc tự do thì bằng mấy? N trừ 1. 6. 6. Hay quá. Thì Thế thôi. quá. Đến đây được chưa? T bây giờ Đấy phải tìm là T và tìm sigma. perfect Sigma thì bằng gì? hỏi Đến đây thì sigma thì bằng là đây, chỗ này là thôi. sigma đây. Ừ, tổng sigma đây bình phương chia cho căn gì? N trừ 1. Chia cho N trừ 1 lấy căn.
Vậy đi đây đây các em đã tính được chưa? Xmin này bằng bao nhiêu? Tổng tất cả 7 thằng này vào, ví dụ thầy cho giá trị nó ví dụ 47,5 chẳng hạn. Ví dụ nhá. Đầu tiên phải tính cái thằng này trước. Xong đó mới tính được giá trị DI ở đây, có thể âm có thể dương. Xong DI bình phương thì bình phương thằng này lên. Ví dụ thằng này là 0,0002 Không không sao chẳng hạn. Ví dụ thế. không Đây là phải 5 đúng không? Đây là 0,06 đúng không? không Đấy, thằng này là 47,77 thì trừ đi 47,5 trừ đi 47,77 thì nó lại là trừ bao nhiêu? Trừ 0,27 đúng không? DI mà bằng RI trừ Xmin. Thì sau đó chúng ta tính bình phương này lên thì mất cái giá trị âm đi. Thằng này 0,06 bình phương thì là 0,0036. 0,0036. Thằng này 0, trừ 0,27 bình phương bao nhiêu đấy. Xong bây giờ 7 cái giá trị này đã ra giá trị ở đây rồi. Xong bình phương lên cộng tất cả vào chia cho 6 lấy căn. Thì có ra được cái thằng này không? Ra được sigma chưa? Ok chưa? Bây giờ sigma biết rồi, bây giờ chỉ còn tính tính cái gì đây? Tính cái hệ số T student. T student thì này với cái thằng này là độ tin cậy 98% thì chúng ta sẽ có là 1 trừ đi alpha này là 0, bao nhiêu? 0,02 mà đem chia cho 2 thì bằng bao nhiêu? 0,01 vì thằng này nó đối xứng. Cái độ tin cậy nó cái dạng là parabol đối xứng như này này, nó sẽ với giá trị đây nó sẽ có hai khoảng, cho nên được độ tin cậy 98%. Đấy, cho nên là có lấy phải lấy đối xứng phải chia đôi ra thì 0,01, 0,01 với cái k bằng mấy đây? Bài K bằng 6 sáu và t của nó ứng với là giá trị 0,01, vậy thì trang này ra 0,01 đâu đây? Giá trị mấy đây? 6. Thì nó thằng bao nhiêu? là 3 từ phẩy mấy? một phần ba. Ở 3,143. Ok, thay vào đấy. Thằng này sẽ bằng là cộng trừ x min là 47,5. Ví dụ nhé. Với các em thì làm theo đúng giá trị cộng trừ. Giá trị này là bao nhiêu đây? 3,143. Và nhân với cái sigma vừa mới tính được. Chia cho gì? Chia gì đây? Chia căn n Căn căn 7. Đúng không? Có đúng công thức không? Nhớ lại cái công thức của chương 2 đi. Đúng chưa? N 7 rồi, thay vào. Thế đây xong đến đây là xong là vậy. Vậy chúng ta sẽ có là độ với độ tin cậy 98% này thì khoảng tin cậy của giá trị điện trở đo này là x min cộng trừ thằng này. Tính giá trị này ra. Đã xong bài này. Đấy các em vẽ bảng là cái chỗ quan trọng nhất là cái phần DI DI để đi bình phương xong D tổng sigma đi bình phương chia cho K lấy căn này. Đấy, xong đó xác định được cái T này. Đưa vào đây là xong. Xong bé bài này. Bài này chỉ cần làm vẽ bảng ra, chúng ta chỉ làm ngắn gọn, nó chỉ khoảng 2 phần 3 trang là xong. Nhiều anh cứ viết dài đằng ra từng cái một tính, bắt đầu D1 xong là D2 xong đến D7, xong lại bắt đầu D1 bình bằng D2, B2 bình bằng D3 bình, dài đằng này xong lại cộng cộng vào chia ra đấy, rất mất thời gian mà nó nhìn nó dài, có thể dễ bị sai. Các em hiểu cái đấy không? Bài này hiểu chưa? Các bạn có hiểu phần này chưa? Rồi ạ. Rồi thì bài tập của nó, bài tập tương tự.
trong cái phần sách của John Bentley đây này, Principal Measurement System này, thì về các em làm cho thầy cái phần này. Mai thầy sẽ chữa cái phần mấy cái phần bài tập trong cái này và cái tài liệu nhé, cái tài liệu của nó, cái phần đề cương ôn tập ấy. Đây, về cái bài 4.1 này là cái bài giống như mình vừa làm nội suy đây này. Đây, giống như cái bài vừa nãy, còn bài đo đâu nhỉ? Đây. À, điện áp đầu vào tìm, à đâu không phải. Đây, bài ví dụ là câu 1. Câu 1 đây. Thực hiện phép đo điện trở 10 lần thu được kết quả đo này. Cái bài này các em đã làm chưa nhỉ? Làm chưa? Làm đi mai chữa nhá. Đây này, T student 0,98 là bằng bao nhiêu? 2,82 này. Đấy. Thay vào T sigma thì căn N. Cái bài 22 thì hôm trước thầy cũng chữa tương tự như vậy rồi. 9 lần đo với áp suất từ 0 đến 9 Pascal, điện áp ra milivolt từ 0,1 cho đến 190,1. Tìm đường thẳng phù hợp nhất để mô tả quan hệ vào ra cảm biến này, thì chúng ta lấy cái từ giá trị min đến giá trị max thôi. Để ra được cái hàm. Cái phần bài 22 nếu mà cái dạng bài như này thì có làm được không? Tìm được cái phương trình của cái đầu ra theo đầu vào. Ô idea có làm được không? Lý tưởng không? Mai chữa nhá. Biến dòng này thì bài này dễ rồi. Bài bài này thì các em xem lại. Mai chữa. Còn cái bài tập chương chương 2 đây, Parenthetical John Bentley này, 28 đến 212 chương 3 28. Rồi mai thầy sẽ cho một cái bài tập tương tự như thế, xong là dùng trên trên phần mềm Excel.
tính luôn ra đấy, các em xong lúc mà đi làm cũng thi thì cũng biết như vậy cho nó gọn gàng rõ ràng nhá. Vâng Ok ạ. được. Đấy. Thì mai thầy sẽ nốt cái phần lý thuyết và thầy chữa cái phần các cái bài tập trong cái phần đề cương này và giới hạn lại các phần thi nhá. Thì chúng ta là chủ nhật tuần sau thi đúng không? Đúng rồi ạ, thi chủ nhật ạ. 6 câu nhá, 90 phút nhá. Cả lý thuyết cả bài tập. Nhớ phân biệt độ chính xác rồi độ chuẩn xác. Rồi cái phần các cái sơ đồ về mạch đo lường. Thôi. Ok, hôm nay thì học thế thôi nhá. Dạ vâng ạ. Đấy. Mai thầy sẽ cho bài tập của chúng ta sẽ chữa. Rồi, tôi chào cả lớp nhá. À, cái gì nhỉ? Điểm danh không nhỉ? Thôi để Ôi. Nay là hiện nay là em chụp màn hình cho thầy à, để em chụp màn hình gửi cho thầy.